Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Phía ngoài thì mưa rất nặng hạt, cho nên tôi phải di chuyển vào trong một cái nhà bạc. Và chính nơi đây là chỉ khoảng độ 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ có cái sự kiện giao lưu giữa các nghệ nhân và nhà vườn ba miền. Được hai nghệ nhân, hai chủ nhà vườn lớn đứng ra tổ chức song hành. Đó là nhà vườn ông Tạ Huỳnh, Hà Nội, và nhà vườn ông Dương Sinh ở Vĩnh Phúc. Trong cái câu chuyện nói chuyện với ông Dương Sinh vừa rồi thì được tiết lộ cái chương trình buổi tối hôm nay có một cái sự việc rất quan trọng và đầy ý nghĩa nhân văn, đó là đấu giá những cái tác phẩm để lấy tiền ủng hộ đồng bào khu vực bị ảnh hưởng lớn do bão lũ. Đây cũng là một cái việc làm mà chúng ta cảm thấy rất thiết thực trong cái đạo lý lá lành đùm lá rách, và nhất là những người chúng ta đang làm và chơi cây cảnh nghệ thuật, những cái giá trị cây cảnh rất lớn, một chút hưởng ứng cái phong trào ủng hộ đồng bào vùng lũ. Đây không có nói gì hơn cả ngoài cái sự rất trân trọng. Đến với cuốn video này, Đỗ Sinh gửi đến cái dãy phía ngoài cùng trong cái lán này, chỉ có quay được ở đây, còn ngoài trời mưa rất đang hạt. Những cái tác phẩm tầm nhỏ, nói là tầm nhỏ nhưng mà cũng phải 2-3 người, thậm chí như cây này là phải xe nâng. Nhưng mà nhỏ hơn so với những cái tác phẩm ốp khác ở trong cái festival đợt này. Đấy. Tôi để gửi đến hình ảnh của một cây xanh. Đây là tác phẩm đầu tiên. Và một cây xanh được lọc hết lá để chơi phô dăm rất là đẹp đấy các bạn. Và cây xanh có cái tuổi cũng rất là cao, rất già. Địa y nó mốc lên tại trên răm chi và màu đồng nổi hết lên. Xanh cổ giáng làng của nhà vườn Tạ Huỳnh. Và tiếp theo chúng ta đến với cây xanh lá móng và bám đá. Nói đến dòng lá móng thì chúng ta thấy cảm nhận lá rất đẹp, cong móng hài và nhỏ lá, bóng lá. Cây xanh lá móng nhà vườn Vũ Bão. Và chúng ta di chuyển đến một tác phẩm tùng, một cây tùng La Hán dáng trực. Đó là cây tùng của nhà vườn Tạ Huỳnh.
Và tác phẩm Cần Thăng. Lão Mai Bồng Quý Tử, một cây xanh Nam Điền, nhà vườn Tạ Huy. Vâng, nhà vườn có tác Tạ Huỳnh có tác phẩm Nghênh Phong đấy. Chúng ta di chuyển tiếp đến một tác phẩm xanh đôi trực huyền của nhà vườn Tạ Huỳnh, tức là có một đôi này. Đây là một cây ở phía bên kia, một cây tí đây chúng ta di chuyển sang cây số 2. Và đây là cây số 2, đối diện bên đây. Cặp xanh trực quyền. Ông sinh thì cứ bảo chứ ông mình không biết chìa khóa đâu. Đây. Vâng, tiếp tục đến với một cây xanh cổ mini của ông Tạ Huỳnh. Và bây giờ chúng ta đến một cái tác phẩm Tùng Kim Cương Bám Đá. Đẹp quá. Tùng mà bám đá như thế này là cũng là không phải là nhiều đâu chứ. Làm cũng là hết sức là cầu kỳ đấy. Tất nhiên là có, người ta cũng làm được nhiều chứ phải không. Nhưng mà được cái cây tùng mà thân nó to, thân to, cốt to và bám được như thế này rồi là rất là thắng lợi rồi. Rất là tuyệt vời rồi. Vâng, đây là phía đối diện của cây tùng kim cương bám đá này. Vâng, đó là cây tùng của nhà vườn Nguyễn Văn Thăng. Tùng này có phải tùng La Hán không? Tùng này là tùng kim cương đấy chứ. Là cái gì tùng La Hán? Tôi quay thì tôi lại nói tùng kim cương, sợ là nhầm. Để các bạn thì thẩm định xem đúng không? Tôi thì tôi đánh giá là tùng kim cương. Và bây giờ chúng ta di chuyển đến cây hoa giấy này.
hoa giấy của nhà vườn Đỗ Văn Huy. Và nếu không nhầm thì là anh Huy Rồng, áo lụa Hà Đông. Làm được rất kỹ và những cái tay rơi chữ triệu, vuông chữ triệu khá đẹp. Và chúng ta di chuyển tiếp đến một cây xanh dáng rất luồn lực. Đó là tác phẩm xanh đến từ nhà vườn Chu Mạnh Hồng, còn gọi là Hùng Siếc, xanh ba thân mini, luồn lực. Và cũng cùng cái nhà bạn này thì tôi thấy có trang trí những cái đồ cổ, chủ yếu là đồ cổ của châu Âu, đèn, đồng hồ, lục bình rất nhiều. Anh xin ơi, cái hàng này là của anh Huỳnh à? Tất cả của anh Huỳnh hết mà. Của anh Huỳnh tất à? Vâng. Và đây là lô hàng này hoàn toàn Trung Hoa châu Âu. Vâng. Đây là những cái đồ cổ xuất xứ từ châu Âu. Gian hàng này chủ yếu là của anh Tạ Huỳnh, nhà vườn nghệ nhân Tạ Huỳnh. Anh ấy dành một cái khu này để trang trí, để giao lưu với chúng ta. Và mời các bạn chúng ta cùng nhau quan sát chủ yếu là những cái cổ vật châu Âu, là lục bình này, đồng hồ này, đèn các loại, và những cái đôn theo phong cách lối cổ của châu Âu rất đẹp. Gian hàng này 100% những cái chi tiết đó là đến từ nhà vườn nghệ nhân Tạ Huỳ. Đẹp quá, sưu tập được những cái bộ chơi rất là đặc biệt. Tôi chỉ giới thiệu qua một cái bộ này thôi để anh em xem. Tức là hai bên là hai cái đèn và ở giữa là một cái đồng hồ. Còn điển tích như thế nào, những cái chất lượng ra sao và cái nội dung bố cục, ý nghĩa thì để các bạn tự đánh giá. Bởi vì tôi thì cái món này tôi cũng rất dốt, không am hiểu nhiều. Đây vậy này. Hai bên là hai cái cặp đèn nến, ở giữa một cái đồng hồ. Và với hình ảnh này, Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.